nữ diễn viên nổi tiếng Mexico bị bắn chết lúc đi đón con. Nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng Mexico Tania Mendoza bị bắn chết trong lúc chờ đón con trai trước một học viện bóng đá. Daily Mail đưa tin, khoảng 18 giờ 30 phút chiều ngày 14 tháng 12, khi Tania Mendoza đang cùng các phụ huynh khác chờ đón con bên trong khuôn viên học viện bóng đá thuộc khu hợp phức Unidad Felinus Deportiva ở thành phố Cuernavaca, bang Morelos, Mexico, hai nghi phạm điều khiển xe máy dừng bên ngoài khu nhà. Sau đó, một kẻ đi vào trong và xả súng vào người nữ diễn viên 42 tuổi trước khi tẩu thoát cùng đồng bọn. Đội ngũ y tế và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Mendoza được xác định đã tử vong. Hiện, cảnh sát chưa đưa ra thông tin gì về vụ án mạng, cũng không rõ tình trạng của con trai nạn nhân. Tania Mendoza sinh năm 1979, là diễn viên kim ca sĩ nổi tiếng của Mexico. Cô bắt đầu thành danh sau bộ phim La Mera Mera Reina del Sur năm 2005. Ngoài ra, trong 20 năm hoạt động giải trí, Cô phát hành tổng cộng 5 album nhạc. Đáng nói, Mendoza cùng chồng, Rafael Sanchez Rojas, và con trai từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc vào năm 2010. Gia đình ba người bị đưa đến một ngôi nhà bí mật. Tại đây, hai vợ chồng bị ba kẻ đeo mặt nạ đánh đập tàn nhẫn trước khi được thả ra vài giờ sau đó. Vài ngày sau khi được thả, những kẻ bắt cóc gọi điện cho ngôi sao 7X để tống tiền và yêu cầu cô rời khỏi Muralus. Kể từ đó, Mendoza nhiều phản ánh với cơ quan chức năng bang Muralus vì nhiều lần bị dòi giết. Theo Daily Mail, Mendoza là một trong ba phụ nữ bị sát hại vì bạo lực trên toàn bang Morales thời gian qua. Một báo cáo của Liên hợp quốc về bạo lực giới được công bố hồi tháng 11 cho thấy Mexico là quốc gia nguy hiểm thứ hai trên thế giới đối với phụ nữ, với 948 vụ giết người mà nạn nhân là phụ nữ được thống kê vào năm 2020, ít hơn 3 vụ so với năm 2019. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.